Guardalo. Go. Chấp 3 quả và đang dẫn 6-1. Đình Đức làm tay vợt rất đẳng cấp, thành viên của đội tuyển quốc gia. Rất xoài, vâng, không khó khăn dành cho Đình Đức, chỉ là không cần giật lại mà anh bạt luôn. Nếu như không tấn công trước mà để cho Đình Đức đánh thì đúng là thành một cái bao cát luôn, thực sự rất khó. Còn cú dao xoáy lỏng đỡ chồng bóng rất chìm nhưng lại đỡ ra ngoài. Sáu đều. Bảy đều. Bây giờ là tỷ số đã được san bằng rồi, không biết là Đình Đức có thể vươn lên và đánh lại với mình không? Như vậy là Dũng mới là người có điểm 8-7.
cao không? 98. Vâng. 19. Trận này các giải đấu trong nước hay bị trùng lịch với các giải đấu quốc tế khiến cho khán giả không tập trung xem cho lắm. Thì đúng là chuyên môn của các giải đấu quốc tế là cao hơn. Nên là xem bóng bàn trong nước thì mọi người nếu như ấy thì mọi người hãy mở hai tab ra xem để ủng hộ cho bóng bàn Việt Nam. Cảm ơn mọi người rất nhiều. 1-3. Lần trước em làm giải các đội mạnh thì cũng trùng với một giải quốc tế. Thì cho anh em là cũng không mặn mà với bóng bàn Việt Nam. Quá cao rồi. Đức không thể từ chối tình huống dâng bóng như vậy được. Quá hay, 3 đều. Chấp 3 và lên 3 đều. Quá nhanh. 3-4. Nhanh không kém gì Mã Long Quang Chu Quỳnh. 5-6. Quay đây, quay đây. 6 đều rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chưa thể dứt điểm được cái set đấu này. Rất căng. Vâng, 19. Lúc này đẳng cấp có thể hiện hay không? Mười đều. Và Đình Đức không có điểm. Điểm dành cho Dũng. Hơi đáng tiếc. Ngon này. Hai đội quần nhau đến 10 giờ rồi. Điểm giật trái rất hay. Chủ yếu là cú đầu tiên thì Dũng giật cực trái. Đình Đức tiếp tục giật ra ngoài.
chiến thắng cho. Bốn quả rồi. Không hề đơn giản một chút nào cả. Như vậy là Trình Dũng thì lại là người ra tham ào. Thì có lẽ là cảm thấy hơi mệt một chút. Vâng, Ma Long và Wang Chu Quyên ba đều rồi, kịch tính nghẹt thở. Bóng rỗng, trận đấu tiếp tục. 5-0. Quá mạnh mẽ đến từ Đình Đức. Ra ngoài đường dinh rồi. Tiếp tục là điểm cho Đình Đức. Đình Đức chủ động cắm dài.
và chờ đợi để bạt lại những cú giật móc xoáy. Vâng. Đình Đức lỗi lại rồi. 8-7. Chuỗi điểm rất dài. 8-7. Không hiểu sao Dũng thì lại mất một chuỗi điểm dài như vậy, dẫn đến 5-0 rồi. Chính xác. Và như vậy là Đình Đức đã lưới 3-0. Vậy đâu? 4-0. Lại một khởi đầu khó khăn đến với Đình Đức rồi. Ba quả luôn mọi người nhé, cho ba quả. Dũng Thìa dẫn nhiều điểm, nhưng cứ lên điểm cao thì Dũng Thìa lại chững lại. Đi rồi. Chúng ta tập trung với trận đấu này thôi. Theo bình luận viên đoán thì anh Long mà vào gặp Harimoto trận chung kết thì cũng có khi lại oẳng. Gặp Harimoto là rất dễ. Lấy.
ngoài rồi. Rất có thể là sẽ có trận cuối cùng đây. Rất quyết đoán thôi. Hôm nay thì chiến thắng đang ở rất gần với Dũng Thìa. Trận cuối cùng sẽ là trận giữa Thành Nhân và Hùng Anh. 60. Anh mặc áo Mizutani Jun. Team Andro để mặc áo Butter. 70. Giật hỏng mất rồi. Chiến thắng cho Dũng và chúng ta sẽ có trận đấu cuối cùng.